Khu nhà trọ này có 18 phòng với khoảng 100 nhân khẩu. Trong những ngày này, khu trọ càng trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn khi mà số người thân là ông bà đến trông trẻ trong những ngày trẻ được nghỉ học. Công tác phòng chống dịch bệnh tại những địa bàn như thế này luôn được các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh chú trọng, triển khai từ sớm với sự hợp tác của chủ nhà trọ. Từ ngày mà có nghe dịch corona thì chủ nhà trọ với bên công đoàn của phường, quận có đến phát khẩu trang miễn phí với nước rửa tay. Và chủ cũng vận động là nên không tụ tập đám đông để nó khỏi lây bệnh. Người dân mà đặc biệt là lực lượng công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh mà chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh cho chính bản thân, gia đình và cho cả cộng đồng. Tôi cũng rửa tay thường xuyên cho bé, rồi dọn dẹp nhà cửa để không bị vi khuẩn rồi nhiều, bụi bặm rồi nhiều. Rồi ăn uống thì mình ăn chín. Nhà tôi thì chỉ có 2 người thôi, cũng không có nhiều lắm, nhưng mà thì cũng có ý thức được vệ sinh phòng bệnh nên cũng có mua khẩu trang để phòng bị và nước rửa tay vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung đông công nhân lao động nhất cả nước. Do đó, công tác tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh được triển khai hàng ngày tại các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn. Liên hệ chặt chẽ với địa phương trong việc là nhận những cái cẩm nang tuyên truyền phòng chống cúm cũng như là nước rửa tay, giúp cho từng phòng trọ có những cái thiết bị để mà tự ngăn ngừa, tự bảo vệ chính mình cũng như là bảo vệ cho cộng đồng. Thì những cái phương thức này cũng khá là hiệu quả. Nhận thức của người lao động tại khu nhà trọ cũng đã được nâng cao và họ cũng đang từng ngày từng giờ là nhắc nhở nhau, lo cho bản thân mình, cho con em của mình và cho những người trọ xung quanh. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, người lao động rất cần được tiếp cận thông tin chính thống về dịch bệnh. Từ đó nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, từ việc đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng, cho đến hạn chế tập trung đông người, tránh tiếp xúc với người đến từ vùng dịch hoặc người bị ho hoặc sốt. Đây cũng là những kiến thức cơ bản và cần thiết để góp phần không nhỏ ngăn ngừa dịch bệnh.